Xin chào các bạn của Lego Robot. Các bạn có khỏe không? Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn tập phim Bumblebee đi câu cá ở ao nhà Megatron. Các bạn nhớ bấm like video này và theo dõi kênh của mình nhé. Nhớ nhấn vào chung, mở đầu tập phim là khung cảnh trong ao nuôi cá mập của Megatron. Là một kẻ hay ăn lười làm chẳng có gì lạ khi Megatron đang há mồm lên ngáy o. Từng tiếng ngáy của anh rõ ràng như tiếng xẻ gỗ. Anh còn ngáy theo nhịp flow nữa. Có lẽ trong giấc ngủ, Megatron đã hóa thân thành LK và quyết định ráp đi cả thế giới. Cùng lúc đó Bumblebee rình mò ở bên ngoài như một tên trộm. Anh mở cửa bước vào, lúc đi ngang qua chỗ Megatron đang say sữa thì đột nhiên Tron ngáp một cái. Tim Bumblebee đập bình bình, quả này nó mà dậy thì nó đấm cho rụng hết răng. May thay Tron chỉ đổi tư thế từ nằm ngửa sang nằm sấp mà thôi. Ê bạn ơi, sao ôm chân mình thế? Tron nó tưởng chân Bum là heo sữa quay mới chết các bác ạ. Mình trao bạn yêu thương mà sao bạn chỉ muốn ăn mình thế hả Megatron? Bumblebee khóc trong lòng nhiều chút rồi rút chân ra. Megatron cũng vì thế mà tỉnh giấc. May là Bumblebee thông minh nên tránh được một kiếp ăn hành. Megatron không thấy ai cả nên lại ngủ tiếp. Nhưng các bác biết đấy, trải qua cơn bỉ cực là tới cơn bỉ kẹt. Dây câu cá của Bumblebee vô tình vướng vào người Megatron và kéo lê Tron một đoạn dài. Ngay khi Tron sắp hôn môi với đất mẹ thì Bumblebee phát hiện ra và vội chạy tới đỡ. Tí nữa thì sắp mặt rồi nhớ. Ngủ nghe gì mà nó bê cả nhà đi cũng không biết. Bumblebee nhanh trí lấy cây gỗ không biết nhặt được ở đâu ra chống đỡ tạm cho Megatron. Còn anh thì tung tăng đi tới hồ câu. Ái chà chà, nhiều cá quá đi, toàn cá to. Câu hết chỗ này thì phải làm được bữa tiệc thịnh soạn luôn. Bumblebee mới mở hộp mồi câu ra. Chọn ai đây ta? À đây rồi, chính nó. Oh my god. Bumblebee cột mồi câu vào móc câu rồi ung dung đi ra ao và quăng xuống. Bây giờ thì chờ cá cắn câu mà thôi. Lego làm nhiệm vụ bắt cá lúc này, cá chưa bắt được nhưng đã có cá mập chạy ra đuổi té khói rồi nè. Bumblebee thấy vậy vội rút cái búa rìu ra và chặt đứt dây câu. Nhân cơ hội đó Lego bò lên bờ và nước vào bụi cây bụi cỏ. Cá mập tức giận lao thẳng lên cạp cho Bumblebee một cái. Bumblebee bị nó kéo xuống sát rìa sau, tí nữa thôi là về với đất mẹ. Bumblebee hất tay làm con cá mập bay thẳng tới chỗ Megatron đang ngủ. Lần này thì chạy đằng trời nhé Bum ơi. Bum vội vã nhảy xuống ao. Chơi trò kỳ môn độn giáp tới đằng sau Megatron và đột kích. Megatron bị Bum đánh không kịp trở tay mà té ao. Megatron leo lên bờ và rút súng ra nhắm vào Bumblebee. Cu cậu sợ xanh mặt giơ tay đầu hàng. Nhưng mà lười tí thôi, cậu ta biến thành ô tô để chim cút đó. Bum chạy không đứt còn Megatron thì đuổi theo đằng sau. Nếu hỏi tôi rằng lần này Bum có cơ hội chạy thoát hay không thì tôi xin phép trả lời là có cái nịch. Chỉ có cái nịch thôi chứ thoát thế nào được. Đấy tôi bảo rồi, chạy thế nào được. Thôi từ nay chừa đi nhé Bumblebee. Tập phim hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp mọi người ở video sau nhé.